Chào các bạn, hôm nay là mình sẽ làm về bài lập trình LCD. Dòng 1 hiển thị họ tên số sinh viên và dòng 2 đếm giây. Làm yêu cầu là có hai cách. Thì đầu tiên là mình sẽ làm theo cách 1, kết nối LCD đến vi điều khiển theo kiểu 8 đường dữ liệu sử dụng thư viện LCD dùng trong sách. Đầu tiên là mình làm. Đầu tiên là phần reset. Đây là phần thiết lập bình thường như mỗi khi. Này mình sử dụng LCD. Mình sử dụng đây là 8 đường dữ liệu. Từ D0 đến 17, mình nối vào bọt D. Đây là các chân điều khiển có tác dụng là điều chỉnh độ sáng tối của màn hình. Từ E1, E2, E3 có chức năng là điều khiển các chức năng của LCD như là chức năng đọc, viết và điều khiển điện áp đầu vào. Chân E có nghĩa Enable, tức là chân cho phép để hoạt động. Đầu tiên là mình viết phần hiển thị. Để hiển thị giây thì là giây chia 10, tức là lấy hàng chục. Giây chia phần trăm là lấy theo hàng đơn vị. Lệnh đặt cho lệnh D là cổng xuất dữ liệu, E cũng là xuất dữ liệu. LCD setup là bên phần thư viện bắt buộc phải có để cho LCD hoạt động. Đây, mình đặt là chân write, tức là viết chân E1, enable là chân cho phép E2, và mình cho định nghĩa là ra của LCD. Tín hiệu ra LCD là bọt D. Đây là các lệnh mà theo các số hét. Đây là lệnh command, tức là lệnh mã hiển thị, mã điều khiển con trỏ. Đây là có nghĩa là lệnh data, tức là xuất dữ liệu ra. Lệnh setup là lệnh bắt buộc khi vào, là định mình cài đặt ban đầu LCD. Và cái go to XE này, tức là mình đặt lệnh vị trí của con trỏ. Đầu tiên phần chương trình chính, dòng đầu tiên thì apply 1, tức có nghĩa là dòng đầu tiên hiển thị họ tên ra là tên mình. Dòng thứ hai là hiển thị đếm giây, sau đó bắt đầu cho chạy một vòng lặp từ 0-60 là đếm tới 60 và hiển thị ra. Trong dòng hiển thị trỏ dòng 2 là hiển thị ra phần đếm giây và cho nhấp nháy liên tục, nhấp nháy nhanh lần này mình sẽ không thấy lúc hiện ra. Đây là phần chương trình chạy. Đây là điều chỉnh sáng tối. Độ giảm độ sáng xuống. Đây là hoàn thành một chu kỳ đếm của mình. Và bắt đầu mình sang cách 2 là xài thư viện trong LCD. Phần khai báo cũng như đó là khi mình muốn sử dụng thư viện nào mình khai báo đó. Như này là mình sử dụng thư viện có sẵn trong LCD. Mình khai báo LCD.c. Lúc trước mình xài thư viện, bây giờ mình tự viết thì mình khai báo là thư viện TV LCD.c, tức là đặt tên sau thì mình kêu thư viện nó ra vậy. Đầu tiên là mình khai báo là đây là tên và các mã mình cần sử dụng.
cũng như cũ, Citrix đây là mình xài đúng cái rotate cũ, là bọc đây của mình là vẫn là số dữ liệu, bọc e mình là có chức năng điều khiển lệnh LCD in ấy, tương đương với là lệnh là setup, tương đương lệnh setup trong TV LCD.c. Lệnh go to FE thì tương tự là lệnh đặt vị trí cho nó. Vị trí con trỏ đầu tiên 1.1 có nghĩa là 1.1 có nghĩa là vị trí đầu tiên bên trái. Đây là ngay chữ chữ D mình là vị trí bắt đầu. Mình cho lệnh for chạy để hiện hết các ký tự lần lượt trong tên mình ra. Và thứ hai là lệnh đếm giây, lệnh 1.2 tức có nghĩa là hiển thị hàng đầu cột đầu tiên và hàng là hàng thứ hai. Đi đếm giây mình cũng sử lệnh sử dụng một câu lệnh, đó là lệnh while true. Mình đặt cho đếm giây từ 0 đến 60 và mình cho nó nhấp nháy liên tục. Đây là phần bài thứ hai.